Dạ, chúng con xin phép được nêu câu hỏi đầu tiên. Dạ, thưa sư, con không hiểu sao con học giáo lý nhưng con không hiểu sao khi trong cuộc sống con khó nhớ ra kịp lúc để áp dụng những điều đã học, thưa sư. Cũng câu này mà chắc chắn là nhiều vị khác sẽ trả lời rất là dài, nhưng mà riêng với chúng tôi thì trong trường hợp này câu hỏi này chúng tôi trả lời vắn tắt thôi. Mình thiết tha với cái gì ấy, thì nó sẽ thường ở bên cạnh mình, nó thường ở trong đầu của mình. Còn bình thường mình không nhớ tới nó, rồi lúc gặp chuyện ấy thì mong nó nảy ra trong đầu của mình thì chuyện đó không có. Một cái người làm thơ mà mình phải nói là chuyên nghiệp á, thì lúc nào họ cũng lãng đãng trên mây, trên gặp chuyện cái thơ nó bung ra. Một cái người giỏi khoa học á, thì trong tình huống nào họ cũng có những cái giải đáp khoa học cho mọi tình huống. Cái người mà sống nhiều với Phật pháp á, thì trong mọi tình huống Phật pháp có sẵn trong đầu của họ. Còn khi mà mình không có thiết tha Phật pháp á, nó thẳng luôn là tôi nghi ngờ là người này không có thường sống Phật pháp, chỉ vậy thôi. Dạ, chúng con cảm ơn sư. Dạ, thưa sư, câu hỏi tiếp theo. Dạ, thưa sư, đời sau con không muốn tái sanh vào đất nước Việt Nam nữa. Vậy mình nguyện cái gì để có thể hoàn thành, thưa sư? Mình không có... Người ta có câu nói này, mình không có chọn được chỗ mình sanh, nhưng mà mình có thể chọn chỗ mình sống. Đó là một câu nói cần lưu ý. Thứ hai, một cái câu nguyện chung chung thì nó không ý nghĩa gì hết á. Tại sao mà mình sợ ta sanh ra đây, mình muốn sanh ở đằng kia? Cái đó nó chung chung lắm. Trên thế giới này tôi xin nói rõ, từ cái cõi phi tưởng xuống tới địa ngục, không có cái chỗ nào đáng để mình có mặt hết. Nha, không có chỗ nào đáng để mình có mặt hết. Tức là Đức Phật ngài dạy mình nên là tu tập để mà giải thoát sanh tử, không nên có mặt chỗ nào hết. Còn nếu mà nói rằng cái chỗ nào nó nên có mặt hay không nên có mặt, thì nếu mình có phước hơn, mình có chánh kiến, thì dầu sanh ra ở trong cái môi trường nào đi nữa thì tự khắc nó cũng có cái cách để mà mình an lạc và tiến hóa, tiến bộ nha. Biết bao nhiêu người Việt Nam hiện nay, trong số 100 triệu dân Việt Nam, quốc tịch Việt Nam, không, quốc tịch Việt Nam, tài sản Việt Nam, gia đình Việt Nam, nhưng mà họ hoàn toàn có thể tu học cách ngon lành trong nước và ngoài nước. Cái người mà hỏi tôi câu này, tôi e là người này không có điều kiện như là tôi nói. Chứ nếu mà người này là quốc tịch Việt Nam, nhà cửa Việt Nam, gia đình ở Việt Nam, mà có điều kiện đi đứng tu học ở khắp nơi như mình muốn, thì sanh ra đâu cũng được hết. Cho nên cái theo tôi thì thay vì nguyện là đừng sanh ở đây, đừng sanh ở kia, thì theo tôi đó thì nên nguyện thế này: mong cho đời đời sanh ra được ở nơi cái nơi mà có điều kiện để mà gặp gỡ minh sư thiện hữu, là người nó quan trọng hơn. Bởi vì nếu hôm nay tôi ở Việt Nam mà tôi thường xuyên có điều kiện gặp gỡ ở ngày hộ pháp ở núi Dinh, thì đối với tôi ấy, đó là số 1. Trước khi tôi về Thái Lan ấy, mà tôi ở chung quanh mấy người mà thích cúng bái mê tín đeo bùa đeo phép tùm lum, thì tôi không ham, tôi nói thiệt. Và Phật giáo Tích Lan có cái điều đặc biệt thế này: Phật giáo Tích Lan Sri Lanka có một điều rất là đặc biệt, tức là so với mấy cái quốc gia Nam truyền khác ấy, thì Phật giáo Tích Lan có một điểm lạ, đó là tinh hoa tập trung. Nhớ cái đó nha, tinh hoa tập trung là sao? Ví dụ như ở Thái Lan, ở Miến Điện, mình cứ lâu lâu xa xa về không gian và thời gian, thời gian là lâu lâu, còn thời không gian là xa xa vậy đó, mình có thể gặp được một vài vị như đại chánh cha và chánh nếp ví dụ vậy. Nhưng mà Tích Lan thì không. Tích Lan ví dụ như họ có những người cư sĩ cực kỳ xuất sắc, và ngoài những người xuất sắc này ra, đó là hầu hết được Tích Lan tu che. Tích Lan đi cất chùa, đi hoằng pháp và đụng nhầm phần cái cộng đồng Tích Lan là kêu đi chết đi, không có sống với họ nổi. Mà ngay cả chùa Tích Lan ở tại Thụy Sĩ nè, là họ không có, chùa đó là chỉ có được phần tử Thụy Sĩ, phần tử người Việt hộ trì, chứ còn đừng hòng mà phần tử Tích Lan cũng có nhiều lối sách đó, chừng như gà mên cơm vậy đó, rồi nó quỳ lại nó tụng hai ba câu kinh nó đi về, chứ đừng có ham mà làm người phần tử Tích Lan nha, nhớ.
Tích Lan là tôi gọi là tinh hoa tập trung, có nghĩa là có những vị cư sĩ cực kỳ xuất sắc, có những vị tăng sĩ cực kỳ xuất sắc. Tôi nhấn mạnh chữ cực kỳ, tức là họ họ là thiên tài, có những cái công trình nghiên cứu về Phật pháp gọi đó là vô song. Mà tôi e rằng Miến Điện đó là cũng phải nể mặt đa phần ấy. Nhưng mà ngoại trừ thành phần tinh hoa này ra đó thì là Phật tử Tích Lan coi chừng ấy, không? Phật tử Thái Lan cũng vậy. Thái Lan là coi như hơn một nửa, có thể nó 3/4 Phật tử Thái Lan là Phật tử, nhưng mà cũng đừng có ham chung vô đó, bởi vì chung vô đó nó là gặp nhầm mấy cái Phật tử mà mê tín dị đoan là mình cũng chắc. Phật tử Việt Nam tôi hay nói này nói kia nhưng mà thật ra nó chưa chắc, bởi vì nếu mà chưa chắc là tệ hơn ta đâu, bởi vì mình là người Việt Nam mà mình có điều kiện tu học thì đâu có tệ. Chứ mình cũng phải nói thiệt, có một chuyện mình nói nhỏ nó nghe nó giết mình. Người Việt Nam rất là thông minh, nó gian là nó gian tới trời, mà nó chịu cái đầu nó giữ làm việc thì cũng là rất là ok. Cho nên theo tôi cứ tiếp tục duy trì một nguyện duy nhất, đó là nguyện đời đời sinh ra có điều kiện tu học hết, còn sinh ra đâu cũng quan trọng. À, câu hỏi tiếp theo là có một cái bạn trẻ có ý nguyện xuất gia, và con xin phép được đọc nguyên văn câu hỏi. Nam mô A Di Đà Phật, con có duyên được biết đến sư Giác Nguyên. Con mới học Phật và có ít duyên lành, hiện đang trên con đường tìm hiểu các hệ phái và pháp môn. Con được biết sư đã học Phật nhiều năm và nhiều pháp môn hệ phái. Con muốn xin ý kiến của sư về việc xuất gia và tu hành của mình. Dạ, kính tri ân sư ạ. À, đây là một cái chuyện tế nhị. Cái chuyện mà quý vị muốn đi tu mà quý vị hỏi ý tôi đó là chuyện rất là tế nhị. Và bản thân tôi thì câu hỏi đó nó hơi mơ hồ, bởi vì tôi không biết quý vị là ai và các vị xuất phát điểm là thế nào. Các vị đang ở trong một cái gia đình vô thần, hay là một gia đình Thiên Chúa giáo, hay là một gia đình Phật tông, hay là gia đình Nam tông, gia đình Khất Sĩ, gia đình Hòa Hảo, gia đình Cao Đài, hay là chỉ đơn giản là thờ ông bà. Ở mỗi một cái gia đình như vậy thì cái xuất phát điểm nó khác nhau. Cho nên cái câu hỏi này thì tôi chỉ nói một cách chung chung, tức là nếu mà dốc lòng cầu đạo đó thì tự xem coi, tự xem mà nha, tự mình xem thông qua các cái mạng xã hội, rồi thường xuyên đi chùa gặp gỡ tăng ni Phật tử, thì đó là chuyện cả đời mà. Cho nên mình đừng có tiết công nha, đừng tiết công bỏ thời gian đi tìm hiểu kinh điển internet không, xong rồi đi đến chùa chiền tiếp xúc tăng ni Phật tử trong một thời gian 1 năm 2 năm, để tự mình coi cái đường hướng nào, sư phụ nào thích hợp với mình. Vậy nó có trường hợp là đường hướng nó hợp, nhưng mà không phải sư phụ nào trong đường hướng nó cũng hợp, hoặc cái lời bản thân sư phụ đó thì mình thấy ok đó, phải gặp người đó là mình rất là an lạc, nhưng mà cái đường hướng người đó mình xác lại, ví dụ như vậy. Cho nên theo tôi thì nếu xem chuyện tu học là đại sự, không, đại sự là chuyện một đời, không, chuyện muôn kiếp, thì tôi xin đề nghị các vị nên bỏ thời gian nghiên cứu kinh sách, đặc biệt là online, không, từ đó nó minh phong lắm. Online và ở ngoài đời thì nên tiếp xúc với tăng ni Phật tử các chùa, các hệ phái, thì tự mình xem coi cái nào hợp với mình. Chứ còn bây giờ tôi giúp khác không dám cho lời khuyên, không dám cho lời khuyên, bởi vì tôi đã nói là cái xuất phát điểm của mỗi người khác nhau. Mà câu hỏi đó rất là mơ hồ. Dạ, chúng con tri ân sư. Dạ, câu hỏi kế tiếp ạ. Xin sư cho ví dụ giải thích về 3 thứ sắc, nhẹ, mềm, thích sự, và cách sống để chúng có mặt thường trực trong đời sống hàng ngày ạ. Đây là cách nói hàng gian. Cách nói hàng gian. Sắc pháp là muôn đời, đó là sắc pháp. Là sắc pháp đó là vật chất. Nha, sắc pháp đó là vật chất. Cho nên cái vị gian gian nghĩa là cái vị, đây trong kinh có cái có một cái loạt pháp thoại của ngày Xá Lợi Phất, ngày dạy mình tu là mình phải tự xem mình tự xem mình giống như đất, giống như nước, như lửa, như gió, như cái đồ vẽ lậu chân, để làm chi? Để ngày nói rằng miếng đất, cái đất, cái mặt đất là nước, là ngọn lửa, là gió, nó không có bị cuộc đời này làm cho nó buồn vui. Người ta có đối xử, người ta đống lửa đang cháy, người ta liệm cái gì vô trong đó là lửa, của nó cũng là lửa. Dòng nước đang chảy thì mình có liệm cái gì xuống dưới thì mặt nước nó không bao giờ cảm ơn hay là nó bất mãn.
mặt đất cũng vậy, cái đồ vẽ cũng vậy, mà đối xử nó ra sao thì nó cũng là vậy. Hoặc là ngài tự ngài so sánh, ngài nói ngài xem ngài giống như một người nô lệ, hoặc là giống như một con bò gãy sừng hoặc con, xin lỗi, hoặc con cua mà gãy càng đó. Ở đây nghĩa là sao, phải nghe kỹ. Ở đây là ngài không thấy ngài quan trọng đến mức mà ngài phải có phản ứng khi mà cuộc đời xử tệ với ngài, thì nghe kỹ đó, chứ phải tu là với cái tâm đại trạng mặc cảm tự ti, không phải. Mà ngài nói rằng ngài tự xét thấy rằng ngài không có nhu cầu để phản ứng, và ngài cũng thấy đã không có nhu cầu và ngài cũng không có cái điều kiện tâm lý để phản ứng khi cuộc đời nó xử tệ với ngài. Thì ở đây cũng vậy đó, ba cái loại sắc pháp là khinh nhu và thích nghiệp, nó là ba thứ sắc pháp, nó là vật chất mắt mới mình thích. Nhưng mà nếu mà đánh gian mà nó thế này, là nếu mà sắc pháp mình cái vật chất mà nó có ba cái thuộc tính đó, thì người tu cũng cần có ba cái thuộc tính tương tự trong quan hệ đẳng lập, hiểu không? Nghe trong sắc pháp thì nó có loại sắc sắc mềm, sắc nhẹ và sắc sắc thích nghiệp. Thì trong tâm hồn người tu cũng vậy, cũng có lúc mình cũng phải có cái sự nhẹ nhàng, cũng có sự mềm mỏng, và có cái khả năng thích nghi. Chứ thích nghiệp ở đây trong tâm hồn mình phải hiểu nó là thích nghi, có nghĩa là lúc nào cần mềm mềm, lúc nào cần nhẹ mềm. Đây có nghĩa là mình không cần thiết phải cứng cỏi đấu đá với ai. Còn nhẹ đây có nghĩa là mình thấy mình cũng giống như một cái cọng rơm, một tờ giấy vậy đó, trên lầu đó xuống cũng sao. Rồi cái thứ ba đó là thích nghi, có nghĩa là người ta nói tiện nghi bằng thích nghi, đúng là cái câu này là rất là đáng để người tu phải ghi nhớ. Tiện nghi bằng thích nghi, điều kiện tiện nghi không bằng khả năng thích nghi, nghe nó đâu sống cũng được. Các vị có biết rằng là chỗ ở của tôi nó hiện giờ đó, tôi có cái may mắn, không phải của tôi chỉ nói là chỗ ở mà tôi đang có mặt, chứ không phải là tôi không có quyền sở hữu. Thì phải nói tôi đang ở những chỗ rất là đẹp, may mắn đẩy đưa thôi, mặc dù không biết là nó kéo dài được bao lâu. Nhưng có cái này, cái bị xét trong hành lý của tôi, trong phòng riêng của tôi toàn là đồ cắm đại không, toàn đồ cắm đại. Để mai này tôi về Calama đấy, là tôi đi đến bất cứ nơi nào tôi còn có cái ý thế này, Calama làm xong ấy là tổ chức các khóa tu cho bà con xong, thì cái khả năng mà tôi có mặt ở đó rất thấp, mà tôi sẽ về Hê Hô hoặc là về Thung Chi hoặc là về In Lê. Tôi thích nên cứ ở đâu có các thiền viện thì tôi trôi về đó, tôi tổ chức cho người ta xong tôi trôi về chỗ nào tôi thấy an lạc. Thì trong đó lúc đó trong người tôi, trong khả trong cái ba lô tôi, trong vali tôi là toàn cái kiểu như cái đồ của cắm trại không thầy. Thế là chùa về chùa cho cốc cho liêu, mà tôi cũng thích ra ngoài vườn, người săn đã thích gì. Tại sao tôi đem chuyện riêng tôi nói, bởi vì tôi muốn nói rằng là cái người tu mình ấy, cái tiện điều kiện tiện nghi không bằng khả năng thích nghi. Tự nhiên là mình sống ở đâu á mà mình cũng có thể tự xoay sở được. Như bao nhiêu năm qua tôi sống trong cái điều kiện một mình ấy, mà tôi thấy nó còn cái hay. Tức là nhờ một mình tôi có thời gian nhiều để tôi nghiên cứu, tôi viết lắm, tôi dịch thuật kinh sách tốt hơn. Thì ở đây nếu nó sắc pháp hay vật chất, nó có ba khía cạnh đó là nhẹ mềm và thích nghiệp, thì ở đây mình phải nói người tu cũng có ba cái khả năng, cần có ba khả năng, đó là mềm mỏng, nhẹ nhàng và khả năng thích nghi. Tôi nhớ kỹ đó. Dạ, chúng con tri ân sư. Dạ, con thấy bạn ấy gọi vào, cho nên chúng con xin phép tắt đường line. Yeah. Dạ. Dạ, chúng con xin phép đọc câu hỏi kế tiếp. Dạ, bạch sư, con luyện tập theo dõi những cảm xúc dấy lên trong công việc, và việc của con liên can đến chế tác những hình ảnh nam nữ không được thanh tịnh, mở ngoặc, nhưng tạm thời vì hoàn cảnh chưa thể nghỉ và tìm việc khác được, đóng ngoặc. Sau một thời gian, khi nhìn vào những hình ảnh đó, thì cơ thể không còn phát sinh ham muốn nữa mà lại phản ứng y hệt như khi nhìn vào một bãi chất thải, như là cổ họng nghẹn, buồn nôn, thấy ghê ghê. Xin hỏi có phải khi mình sử dụng tâm quan sát lâu dài thì mọi thứ sẽ như vậy không ạ? Không thể nói bừa, mình thấy nói bừa. Ở đây nó có mấy cái gạch đầu dòng phải nhớ. Cái thứ nhất, tôi chán bánh đèo chứ chắc tôi ghét bánh xèo. Nói nghe hiểu không? Có nghĩa là mình chán cái này nhưng mà chưa chắc mình có một vài cái trong cảm dục mình chán, mình tưởng là mình ly dục chứ chưa chắc. Mình chán cái này nhưng có làm thích cái khác. Nhưng tôi biết có một chuyện này, cái này cũng do kiến thức thôi chứ không phải là có bị đừng nghĩ là tôi do môi trường. Tôi biết nó có những người mà khi họ làm việc nhiều với giới nghệ sĩ, họ rất dễ trở thành độc tính.
biết được biết không, mấy người mà chuyên gia mà makeup hóa trang hay là trang điểm hoặc là chuyên gia về ma thiết kế thời trang mà đó, họ tiếp xúc với mấy người đẹp riết đó, ở đầu thì con lan con cúc con đào con yến cứ đậu đẹp, tới cuối cùng họ cả ngày họ bị đuối trong cái biển dài nhân đó. Cái lâu ngày nó thành ra giống như là họ ro sôi chén chè chán chè vậy đó. Và trong môi trường đó họ không thích nữ sắc nữa, họ tưởng họ chứng thắng đâu, nó chỉ còn thích nam mới ghê chứ. Cho nên là nhiều khi mình chán cái này nhưng mà lại thích cái khác, nhớ nhà nhiều người ảo chứ, nó họ tưởng là họ thấy chán, họ tưởng là cái cao siêu chúng đó, đó là một chuyện. Chuyện thứ hai, chuyện như nãy tôi nói đó là tùy cái phương hướng tâm lý, tùy cái phương hướng tâm lý, nghĩa là mình chỉ chán ở trong cái chuyện tình cảm nam nữ nhưng mà lại xây qua thích cái khác. Mà tôi vừa tôi hỏi tôi trả lời thôi, chứ còn đúng là tôi không hiểu cái ý nghĩa, cái mục đích của người hỏi cái này là sao, không hỏi cái đó là có phải là một cái thành tựu quả chứng hay không, có phải vậy không, theo cô có phải vậy? Dạ có thể như vậy á sư. Chứ còn cái đó thì cái này tôi không nghĩ đây là câu hỏi, mà tôi nghĩ đây là cái cải chuyện cho vui thì có, cái cải chuyện cho vui, tức là tôi làm nghề đó rồi tôi cảm giác vậy đó, các bạn nghĩ sao, nhưng mà các bạn nghĩ sao kệ, mặt xác các bạn với tôi như vậy đó. Dạ, chúng con thì kính sư Giang Sư, chúng con xin phép đọc câu hỏi kế tiếp. Dạ, thưa sư, trong kinh Đức Phật dạy có ai là người xứng đáng đạo diễn pháp bảo không? Cúng dường đến vị ấy có thể được xem là cúng dường đến pháp bảo. Con có thể tìm bài kinh nào hay chú giải để tìm hiểu về điều này ạ? Dạ, chúng con tri ân sư. Ở trong kinh Kalama 4, chúng tôi có... Kinh Kalama 4, chúng tôi có bài kinh đó. Cái tựa Pali tôi quên rồi nha. Không biết là A5 đó, A5 đó xuất tác hay là Dhammapuja xuất tác. Tôi quên rồi nha. Nhưng mà có một cái bài kinh mà rất nhiều người hiểu lầm. Rất nhiều người hiểu lầm bài kinh đó. Bài kinh đó như thế này. Là có một cái ông đó đến hỏi Đức Phật thì chứ con cúng dường Thế Tôn là Phật bảo thì con hiểu dễ. Con đến gặp Thế Tôn là cúng dường Phật bảo. Con cúng dường với đại chúng chị kheo đó là cúng dường Năng Bảo. Nhưng bây giờ con cúng dường cho Pháp Bảo con phải làm sao? Thì Đức Phật ngày rất là tinh tế. Ngài chỉ nói là hãy hỏi mọi người xem ai là cái người mà thọ trì chánh giáo pháp lời dạy của ta nhiều nhất, thì hãy cúng dường như vị ấy. Chứ ngài không nói thẳng ngài Anan, vì ngài Anan giống như điện tử ruột, nói về ngài chỉ đích danh ngài Anan thì không đẹp. Cho nên ngài nói là hãy hỏi mọi người xem ai là cái người mà thọ trì giáo pháp nhiều nhất để cúng dường cho vị đó, vị đó chính là cúng dường giáo pháp. Tại sao tôi nói hiểu lầm là thế này: đừng có tưởng là cúng dường cho mấy cái cha mà mình cho là nguyên bác và cúng dường Phật pháp, chứ cúng dường Phật đạo là sai. Thí dụ như các vị tôi giả định, ví dụ ông sư A sư B đi, trong mắt quý vị là nguyên bác, vậy mình đè ông ra mình cúng dường như là cúng dường Phật đạo, thì tôi xin quý vị cẩn thận, là bởi vì sự gì Đức Phật ngày nhắc tới ngày Anan là bởi vì ngày Anan ấy là vị thánh sơ quả. Nhớ nha, là vị thánh sơ quả. Những gì mà ngài Anan hiểu và chấp nhận ấy, là không có thay đổi. Còn phàm phu dầu dỗi bằng trời đi nữa đó, nhưng mà hoàn toàn có khả năng tài kiến và hoàn toàn có khả năng hoàn tục, hoàn toàn có khả năng phạm giới, dù bị nó uyên bác bằng trời đi nữa. Cho nên là không thể nào mà mình lấy một cái ông tăng phàm phu mà mình đem ghét cái bài kinh đó rồi mình nói cúng cho cha nào là nguyên bác đó, là cái đó dù có bảo được đó là ăn gian nha. Nhớ cái đó, cái phần ngày nhắc đó ngày Anan, bởi vì ngày ám chỉ ngày Anan, bởi vì ngày Anan là bị thánh sợ quả, và cái hai cái nguyên bác ngày Anan là cái nguyên bác của trời biển. Ở trong chú giải có câu này: trong dấu chân con bò không thể có khối nước khổng lồ như đại dương. Trong dấu chân con bò không thể có khối nước khổng lồ như đại dương, thì trong cái đầu óc của mọi người đa phần chúng sanh thì không thể tìm được cái sức nhớ mà khủng khiếp như Anan. Các bạn thấy dễ sợ, cái đầu óc con người mình á, chỉ so với ngày mình chỉ là cái dấu chân con bò, cái sức nhớ ngày Anan ấy thì nhiều như đại dương. Có nghĩa là nếu Thế Tôn có trụ thế 1 tỷ năm, chính số không nha, 1 tỷ năm, thì tất cả lời dạy của Thế Tôn trong suốt 1 tỷ năm, Tôn giả Anan chỉ nghe 1 lần không hỏi lại và không có hiểu lầm. Tu Đà Hoàn họ đã hiểu là không có lầm,
Cái nào không hiểu thì không hiểu, mà hiểu là phải hiểu đúng. Và đặc biệt riêng ngày nay nó chẳng những không có khả năng hiểu lầm mà ngày cũng không có khả năng nhớ lộn nữa. Khiếp như vậy. Cho nên Thế Tôn trụ thế có 45 năm mà ngày anh đang làm vị giả có 25 năm thì phải nói là 25 năm nó không có nghĩa lý gì so với sức nhớ ngày. Nếu Thế Tôn trụ thế một đại kiếp thì Tôn giả Anan cũng sẽ nhớ lời dạy của Thế Tôn suốt một đại kiếp, gớm như vậy. Đấy. Thì trong trường hợp đó thì ngày ngày ám chỉ cho Tôn giả Anan. Chứ còn nhiều người hiểu lầm cái đó, giờ đi cũng mấy ông quyên bác, tôi hỏi thiệt nha, quyên bác là sao? Cỡ nào gọi là quyên bác? Có cái mực thước nào không? Như bữa đó trong trong nước mà nó lan truyền cái này mà tôi nghe, tôi làm gì sống? Họ nói muốn dạy thiền là phải đắc ít nhất là sơ quả, thì tôi nghe tôi thắc mắc. Ai biết cha ra sơ quả trời? Ổng phải xì ra, ổng phải phun ra cho ta biết ổng sơ quả đúng không? Chứ không lẽ gì đệ tử nó phun? Đệ tử nó phun sư phụ tôi đắc sơ quả thì đệ tử nó cũng phải cỡ đó trở lên nó mới phun được đúng không? Còn nếu mà đưa bản thân đương sự mà tự nhận tôi là sơ quả nè đó thì cái sơ quả đó có phải xét lại nha. Nhớ cái đó. Cho nên là đây, đó là sao câu trả lời xong rồi đó. Tôi vẫn nhắc, tôi vẫn đồng ý có tài tin từ người này muốn ám chỉ, nhưng mà tôi xin nhắc là cẩn thận. Dạ, chúng con tri ân sư. Dạ. Dạ, thưa sư, câu hỏi tiếp theo. Dạ, chào sư. Sư cho con hỏi về giới tà dâm trong năm giới. Nếu trường hợp con đang không có mối quan hệ chính thức với một ai, thì việc ngủ với nhiều cô gái có phải là phạm giới không ạ? Ở trong chú giải ghi rất rõ và vô cùng rõ. Rất rõ và vô cùng rõ rồi nhé này. Tà dâm có nghĩa là sao? Bất kể anh là người độc thân hay đã có gia đình, chuyện đó không thành vấn đề. Cái vấn đề là đối tượng mà anh tiếp xúc. Có nghe kịp không? Nhớ cái này là tới chết mà nhớ cái này. Cái giới tài dâm nó nhắm đến đối tượng, nhưng mà nhắm đến anh là độc thân hay có gia đình gì đó không quan trọng, mà quan trọng là cái đối tượng mà anh cần ngủi. Đối tượng đó nó nằm ở trong cái nó, trong kinh giải tới 21 trường hợp nha. Mốt chừng mà nó lê thê lúc này gom gọn nữa thì có một trường hợp thôi. Dễ sao nên kể 21 là để minh họa. Thật ra chỉ có một trường hợp, tức là mình là quan hệ tình dục thân xác với một người nữ mà đang được cá nhân hay là đoàn thể giám hộ. Kiểu giám hộ không? Ví dụ như người ta có chồng, thì chồng người ta là cái người giám hộ người ta. Người ta là cô nhi, thì cái cô nhi viện, mấy cái người mà coi sóc cái cô nhi đó, họ là người giám hộ, hoặc là ai nữa, pháp luật giám hộ cái người đứa bé đó, nhớ không? Đứa bé tự nó có cha mẹ đúng, nhưng mà giờ mình đi hỏi xã hội coi, như giờ là mình đi ra ngoài là xã hội mình hỏi chứ giờ tôi muốn, tôi thấy con nhỏ trong cô nhi viện đẹp quá, tôi muốn ngày nọ với nó được không? Thì coi xã hội đó là sao? Không có đứa nào mà được hết, cho nên chỉ có một trường hợp duy nhất, có nghĩa là đối tượng đó là được xã hội cho phép. Là sao? Thí dụ như ở thế giới Âu Mỹ, cái người đó họ trên 18 tuổi có quyền tự quyết trong sinh hoạt tình cảm cá nhân. Nghe kỹ nha, trong xã hội Âu Mỹ trên 18 tuổi họ có quyền tự quyết trong sinh hoạt cá nhân, thì trong trường hợp đó là ok, mà với điều kiện là người đó độc thân. Chứ nếu người đó đang bị giám hộ, nghĩa là đang có cha mẹ hoặc là cô nhi viện hoặc là pháp luật, cái nói chung là đó là đối tượng mà xã hội họ không có đồng ý cho mình rớt vô được thì không được. Và đồng như sai đứa sinh viên ok, hai đứa sinh viên ok, nó la cái đẹp nó là sinh viên ra thì nó buồn dắt ra bộ trai bộ chuối nó bình thường, vậy không có xã hội là lên án gì đó. Cho nên nhớ đó là cái giới tà dâm không phải là mình mà là đối tượng, nhớ nha. Mình không phải mình ở đây, không có mình mà là đối tượng nó ra sao, chứ còn mình là không thể vấn đề vậy rồi. Dạ vâng, chúng con tri ân sư. Dạ, câu hỏi tiếp theo. Dạ, thưa sư cho con hỏi, khi thấy người khác tu tập con thường hoan hỷ, nhưng khi con biết được người chồng mới của vợ cũ là người đã học đạo nhiều năm, được gần gũi minh sư thiện hữu, lúc này con lại nổi tâm sân ganh tị với họ, cũng tị mạng khi thấy mình thiếu duyên và kém cỏi. Con lo sợ mình sẽ tiếp tục trượt dốc dài trên con đường tu học vì sự ganh tị này.
mở ngoặc và lại ganh tị với một người tu học chân chính thì càng không nên, đóng ngoặc. Câu hỏi mang tính tình cảm cá nhân, nhưng con rất mong được sư cho lời khuyên ạ. Trong mọi tình huống, đóng rác là đóng rác. Trong mọi tình huống, đóng rác là đóng rác. Và đã biết nó là rác thì phải đi bỏ thôi, chứ không phải chấp nhận được, mình không thể gần cái đống rác được. Nếu mình biết đó là cái tâm ganh tị, biết đó là cái phiền não, biết đó là cái tâm trạng bất thiện, đã biết thì là mừng lắm rồi, mừng lắm rồi nha. Chỉ sợ không biết chứ còn biết đó là tâm ganh tị thì quá tốt hơn. Mà nhất là mình ganh tị với cái người mà tu học thì cái chuyện này càng không nên ha. Cho nên chuyện đầu tiên là mình nhận diện được đó là tâm ganh tị thì là quý lắm rồi, đó là bị hình đi hết nửa đường rồi. Và nửa đường còn lại đó thì phải nói rằng là sợ nhất là ba cái vụ mà quán chiếu là mệt, mà quán chiếu quán mệt nè, quên đi không có nghĩ tới nữa. Đó là cách của tôi, và đó là cách của tôi. Thật ra tôi cũng có dựa trên kinh nghiệm Phật ngày rất là nhiều bài kinh ngày dạy là khi không có muốn tham khởi lên thì đừng có tác ý, đừng có lưu tâm đến mỹ tướng. Khi không muốn tâm sân xuất hiện thì đừng có quan tâm đến cái ngại tướng. Ngại tướng là cái khía cạnh nào mà nó làm cho mình nổi sùng ấy. À, chính cái phần dạy. Cho nên riêng về phần tôi cũng đi theo cái lời dạy đó, nhưng mà tôi không dám nói được tôi làm theo lời Phật thì ghê quá. Mà tôi chỉ nói tôi có cái kinh nghiệm đó là có nhiều tình huống tôi không cần quán chiếu quán mù gì hết, tôi chỉ được tìm cách tôi nghĩ ra một chuyện khác. Mình có nhiều chuyện đó mình bận tâm lắm, mình biết đó là tâm ganh tị thì phải mình nghĩ về chuyện khác. Thì mỗi lần mình nhớ tới họ mình biết đó là tào lao thì mình nghĩ về chuyện khác. Có nhiều chuyện, còn nếu mà nói là tôi không có khả năng nhớ có chuyện gì ngoài ra cái chuyện đó thì tôi xin chia buồn cùng quý vị nha. Chứ còn thật ra mình có nhiều chuyện để mình bận tâm lắm, thì tại sao mà mình cứ quẩn quanh người ta hoài? Không, đại khái như vậy. Con kính thưa giảng sư. Dạ thưa sư, câu hỏi kế tiếp. Dạ thưa sư, cho con hỏi, con đọc trong quyển Kinh nghiệm tuệ quán phần đối trị với sân triền cái thì có thể tu tập pháp môn từ tâm, nhưng pháp môn này đối với một người LGBT thì thế nào? Nếu không thể tu tập triệt để pháp môn từ tâm do giới tính thì có thể chọn các đề mục khác trong thiền samatha phù hợp với căn tánh này phải không thưa sư? Con xin được sư cho thêm gợi ý ạ. Nhớ cái này, cái trường hợp mà mình thấy trong kinh ghi là từ tâm ấy, là đối trị tâm sân ấy, tôi xin nói rõ nghe là đó là một trường hợp đặc biệt nha. Đặc biệt có nghĩa là sao? Đức Thế Tôn người nhìn vào cái căn cơ của người ngồi trước mặt, ngài nói như vậy đó, ngài nhìn vào cái căn cơ người trước mặt ấy, thì ngài mới nói à, trong đường ngài nhìn họ, ngài nói trong đường họ của con ấy thì muốn trừ cái sân ấy, thì phải tu tâm từ. Rồi chính vì cái bài kinh đó khi được ngày nay ngày nhắc lại và đưa vào cái tập và trở thành ra cái khuôn mẫu chung cho nhiều người, họ cứ tưởng thể tâm sân là cứ đè cái tâm từ ra mà tu. Ngay cả ví dụ như tôi nói là thế này, là ông mình giả định cái Phật là bị là ông nghĩ Hoa Đà đi, thì có một lần rồi đó ông Hoa Đà ông nghe người ta bị bón, thì ông nói thế này, ráng uống nhiều nước vô. Thế là cái lời nói đó được đưa vào trong cái y thư. Đời đời người sau cái thanh ra cứ mỗi lần nghe nó bón là cứ đè cái y thư của ông Hoa Đà mà cái đó là uống nhiều nước rồi thì ta bón. Rồi có một lúc thì ông Hoa Đà là gặp một cái người nào đó trong một cảnh nào đó, nó ăn nhiều cái tàu bắp vô, ăn nhiều cái thứ có chất nhờn mà, đúng không? Đó. Thì là ở đây cũng vậy đó, có những cái bài kinh mà Đức Thế Tôn nhắm đến cái căn cơ người đối diện ngài nói như vậy, nhưng mà chắc chắn ở trường hợp khác là sẽ nói khác. Bằng chứng là các vị phải đồng ý với tôi, 37 bồ đề phần là con đường, là cái pháp môn, là cái đạo lộ dẫn đến chấm dứt phiền não, đúng không? Mà trong phiền não có tâm sân, đúng không? Là tu tứ niệm xứ có phải là con đường chấm dứt phiền não không? Đúng. Mà trong đó có tâm sân, đúng không? Như vậy thì tất cả lời dạy của Thế Tôn đều là con đường để đối phó với phiền não, trong đó có tâm sân. Yeah! Trong đó có tâm sân. À, trong đó có tâm ganh tị bổng xỉn, trong đó có tà kiến, có hoài nghi, có hết. Tại nó phiền não rồi có hết. Tất cả lời dạy của tôi
Ví dụ ngày dạy mình niệm Phật, ngày dạy mình quán thể trược, ngày dạy mình niệm tâm từ, ngày dạy mình là tu bốn niệm xứ, ví dụ như vậy, thì tất cả những pháp môn đó không chỉ riêng cái chuyện đối phó với một thứ phiền não đặc biệt nào, mà nếu tu cho tới nơi tới chốn thì nó có một tác dụng rất lớn. Thí dụ như pháp môn niệm Phật, nếu mà nói một cách rốt ráo thì chỉ riêng cái niệm Phật không thể dẫn đến giải thoát, chỉ riêng niệm Phật không dẫn đến giải thoát, không dẫn đến chuyện đắc thiền đắc định. Nhớ nha, niệm Phật không có dẫn đến chuyện đắc thiền đắc định, niệm Phật không thể dẫn đến chuyện chấm dứt phiền não. Tuy nhiên với những trường hợp đặc biệt, có những người họ phải niệm Phật để cái lòng của nó lắng, rồi trên cái nền lắng đó đó họ mới tu ra cái đề mục thiền chỉ hoặc thiền quán. Nhớ nha, nhiều người hiểu lầm. Phải trong kinh thì thấy rõ ràng này, các thầy kêu đây là pháp môn niệm Phật có thể dẫn đến cái sự là chấm dứt sanh tử, rõ ràng trong kinh ghi cái đó. Nhưng mà trong chú giải giải thích mình có học A Di Đà mình thấy cái đó đúng. Đó là cách đó nói một cách tổng quát cho cái người ngồi trước mặt ngài thôi. Với căn cơ của họ nghe như vậy họ không hiểu lầm. Còn người mình bây giờ mình nghe con đoạn nó hiểu lầm, giống như hồi nãy ông qua đà cũng kêu uống nước chữa táo bón, thì cái đó không phải là cái bài thuốc duy nhất, nó còn 1 tỷ bài thuốc khác chữa táo bón. Nhưng mà vì ông người đệ tử ông qua đà là thầy nói gì họ nhắc lại, họ ghi lại hết. Thế là mình đọc có một đoạn đó là mình cứ nghĩ là trong vũ trụ với một bài thuốc chữa táo bón duy nhất là uống nước lạnh thôi, còn ăn đậu bắp thôi, ví dụ như vậy, còn ăn rau muống, ví dụ như vậy nha. Yes. Thì ở đây cái cách thức mà để chấm dứt tâm sân và cái cách thức để tu tập tâm tử, nó có vô số cách, vô số cách, mà căn bản là làm ơn coi kỹ cái phần định xiển minh trong thanh tịnh đạo ấy, không? Và nó khổ một chỗ nữa là kinh sách Việt Nam nó ra một núi mà mấy cái tài liệu quan trọng thì lại là không có thấy. Ví dụ như thanh tịnh đạo bản dịch mà thanh tịnh đạo là của ngài Buddha Gosa là bà Joko Nishiri Hải dịch thì là có rồi, nhưng mà chú giải của thanh tịnh đạo là một bà mặt mà chú xa đó thì lại mình không thấy. Mà cái kinh sách nào rồi năm nào cũng có cử nhân Phật học rồi tiến sĩ tùm lum là rồi dịch sách ra đóng trùng trùng dịch điệp, mà mấy cái tài liệu đó thì dứt khoát là không có la như vậy, mà mới dịch cái gì nha. Tôi biết tôi nói thì cũng làm như bị nhiều bị phiền lòng á, nhưng mà biết đâu có những người họ phiền rồi họ chọn lựa cái sách dịch lại cho bà con nhờ học cho đã về không biết dịch cái gì á. Mà tôi ớt nhất là ba cái vụ như Phật giáo và chính trị học, Phật giáo và kinh tế, Phật giáo và xã hội, rồi chữ hiếu trong đạo Phật, mà cứ có nhiều làm hoài à. Mà ngay cả trong mấy buổi lễ đó Phật Đản, Du Lan, Dương Y, cứ có mấy đề tài làm tới một lưu hoài mà không có mở ra cho Phật tử những cơ hội họ học những giáo lý này giáo lý kia. Và cái năm nào cũng là nhớ ơn Phật, thì nhớ ơn Phật thì phải làm Phật Đản đã không? Thế mà nhớ ông nội làm dỗ ông nội đó. Mà hồi đó ông nội ổng là thợ bạc, thợ hồ, thợ mộc gì mình cũng màng. Cái tinh hoa của ông nội mình cũng màng, cái đè ông nội là mình cúng dỗ hoài mà cái tử hay. Rồi năm nào cứ Dương Y là cái đè lắm, cái đề tài Dương Y giảng hoài. Rồi Phật tử đi chùa mấy chục năm cũng biết có nhiều đó. Rồi cái Du Lan đúng là Phật, bên Nam Tông, cái Du Lan bên Nam Tông là 365 ngày, ngày nào cũng là ngày nhớ mẹ, nhớ cha để mà tu hành, để hồi hướng hết á. Nhưng mà mình bây giờ mình bắt trước ra, mình rước cái Du Lan vô làm của riêng Nam Tông cũng được đi. Nhưng mà cứ Du Lan chứ ví dụ cha mẹ là hoài mệt lắm nha. Cho nên tôi chỉ chốt là một chuyện, tức là tôi nhân câu hỏi này thì tôi chỉ nói một tôi số nói một số chuyện hơi lạc đề, nhưng mà tôi nhắc lại lần nữa là cái để tu tập tâm từ á, là tất cả pháp môn Phật dạy đều có khả năng giúp mình tu tập tâm từ, hỗ trợ cho tâm từ. Tất cả lời dạy của Phật đều có tác dụng giúp mình bỏ tâm sân, tùy vào cái căn tánh mỗi người. Và trong trường hợp này bắt buộc chúng ta phải nhờ đến minh sư thiện hữu, nếu mà tự không tự nghiên cứu được nha. Ok, xong rồi. Dạ, cảm ơn sư ạ. Thì có một Phật tử khác hỏi câu hỏi là xin sư cho hỏi cách thực hành trong pháp quán tâm từ ạ. Con kính tri niệm ân sư và rất mong được tham dự các buổi giảng của sư. Ở trong bộ A Tỳ Đà của chúng tôi đó có giải rất là kỹ cái đó. Và tôi mới vừa nói xem kỹ trong thanh tịnh đạo cái phần định đó, phần mà dạng và vô lượng tâm và pháp phẩm trú ấy nha. Còn ở trong cái A Tỳ Đà của chúng tôi là có nhắc rất là kỹ cái đó. Ví dụ như là pháp niệm tâm từ nó có hai trường hợp: niệm tâm từ cho vui, niệm cho vui, ví dụ như là lễ Phật xong rồi cái ngồi lắng tâm mong chúng sanh
hướng đông người trong vô mông do vô lượng chúng sanh đông tây nam bắc trên dưới trong ngoài gần xa thấy thì được an lạc, đó là như rải để cho vui. Còn rải tâm từ mà để mà đắc định ấy thì bắt buộc phải có kỹ thuật. Trước hết là trong đó có quy định cho mình bao nhiêu đối tượng và bao nhiêu câu nguyện, cái nguyện cho tất cả được an vui, đừng thù oán, đừng oan trái, đừng đau khổ gì đó, bao nhiêu câu nguyện, rồi đem nhân với bao nhiêu đối tượng, rồi lại đem nhân với 10 hướng, tức là đông tây nam bắc, đông nam đông bắc, tây nam tây bắc, không? Tổng cộng rồi trên dưới, không? 4 hướng chánh, 4 hướng phụ, đông tây nam bắc, đông nam đông bắc, tây nam tây bắc, xong rồi đó là trên dưới nữa là bốn, là bốn hướng phụ, bốn hướng chánh là 8, dưới trên dưới là 10. Như vậy thì lấy mấy câu nguyện nhân cho mấy đối tượng, 7 đối tượng, rồi nhân cho 10 hướng à, thì cứ ví dụ như rải như vậy đó, à, như rải nguyện tất cả người nam trong hướng đông được vậy vậy vậy, tất cả người nam trong hướng tây, người nam trong hướng tây, cứ một đối tượng như vậy mình phải rải với bao nhiêu câu nguyện vào trong 10 hướng rồi đổ vào đối tượng khác, đó là tu tâm từ để mà đắc định ấy. Là mình tại sao tu vào đắc định là bởi vì mình cứ sao lãng cái là mình quên chứ mình biết mình đang rải cho đối tượng nào, ở hướng nào, với câu nguyện nào nha. Và cái này bắt buộc phải coi kinh sách rồi, chứ còn không thể nào mà với cái đầu bư của mình cứ nghe mà thoáng qua một cái gì đó mình nói rồi nghe mình nhớ thì nó nổi được nha. Ok, vậy qua câu khác đi cô. Dạ con kính chị anh sư. À, dạ nãy sư có nói về cái vấn đề chú giải á sư, thì có một cái bạn hỏi là cái chú giải của kinh Tạng có được dịch sang tiếng Việt không thưa sư, có bản dịch nào tiếng Việt không sư? Chú giải tâm tạng á, đó là câu hỏi thì ghét nữa, là chú giải tâm tạng thì chúng ta có dịch, nhưng mà nhiều dịch giả, có dịch giả lựa dịch chú giải Trung Bộ, có chú giải dịch từ bộ, còn vị thì Tăng Chi Tương Ưng tùm lum hết, không? Thì vừa qua thì mình thấy Việt Nam có Lê Kim Thoa dịch, Lê Kim Thoa rồi sư Bủ Nam. Tôi nói là mở ghi giùm đi, mệt quá đi à, ghi là tự đi tìm nha. Lê Kim Thoa mà cái bạn các nữ, cái nữ hay nam mà nghe cái tên nghe nó mèo mèo mà vui lắm. Người ta là Trung Bộ Kinh, cái sở lại là Trung Kinh Bộ rồi Bộ Kinh Trung, bộ đó biết được đâu. Đã lắm, đã lắm. Mà tôi vừa đọc bản dịch mà tôi thấy giới thiệu trên Facebook rồi tôi nói tôi túi luôn. Trung Kinh Bộ rồi Máu Đơn là Bộ Kinh Trung à, không, Bộ Kinh Trung rồi Máu Đơn là Trung Kinh Bộ. Mà để là dịch lại nha, dịch lại. Để là bản dịch Trung Bộ Kinh và chú giải. Thì tôi thấy cái nội mà mình có cái tựa kinh tôi thấy đã đuối rồi, nhưng mà tôi vẫn xem nó là tài liệu quý, mong bà con có điều kiện điều tra nghiên cứu ha. Rồi một người nữa là sư Bủ Nam, tôi cũng chưa có biết cái ruột, nhưng mà tôi thấy đăng trên online à, còn mấy bản dịch của Thượng Tọa Thiện Minh đấy, làm ơn vào trong Google đánh tiếng Việt ấy, đánh tiếng Việt đấy là đánh là chú giải Thiện Minh, rồi chú giải Lê Kim Thoa, chú giải sư Bủ Nam, thì coi dắt nó cái gì không à, nhưng mà tôi cũng xin nói thiệt là đừng có mong mà ngồi nhà mát mà ăn bát vàng, có hiểu câu này không? Ngồi nhà mát mà ăn bát vàng thì cái chuyện không có. Muốn làm triệu phú, có du thuyền, có chuyên cơ mà ngồi ngậm cái tâm đọc báo, rung đùi đưa võng ở dưới quê đó, thì cái đó là cái chuyện không có. Không thể nào học mất lớp 2, không? Rồi ngày rồi ăn xong rồi ăn mì gói, ngậm cái tâm đọc từ báo cũ, đưa võng mà ở miền sâu miền xa đó, rồi mong chờ có cái vàng tấn lớn xuống để làm tỷ phú thì chị nó không có nha. Ở đây cũng vậy, nếu mà mình thiết tha Phật pháp, xem Phật pháp là đại sự không, thì bắt buộc phải học ngoại ngữ, phải học ngoại ngữ nha, học phải ngoại ngữ, học tiếng Thái, học tiếng Miến, học tiếng Anh, học tiếng Pali, học tiếng Đức, đấy, phải học. Chứ còn đừng có trông đợi mấy bản dịch tiếng Việt. Nó có ba lý do mà mình nên trông đợi. Thứ nhất là biết bao giờ mà cho đủ. Lấy mình ngồi mình chờ cái dịch mình đọc à. Thứ nhất là biết bao giờ cho đủ. Thứ hai là người ta dịch cái người ta thích chứ mà ta dịch cái mình cần. Hiểu chưa? Thứ ba, đọc bản dịch của người ta là sao? Đọc bản gốc. Các bạn nghĩ đi. Các bạn nghĩ tưởng tượng như cái tiếng Việt của thằng Tèo thì làm sao mà thằng Tí nó chịu nổi.
khổ vậy đó. Như chỗ này có Gia Nội, đúng không? Hà Nội. Mới trưa nay là chả viết được tin nhắn mà tụi con tôi đổ sùng thôi cho tôi. Con đang coi sách của sư mà con không biết tâm sở thẳng giải là gì. Con bèn ra từ điển. Vì nghĩ có chịu nổi không? Trong khi cái A Tỳ Đàm đó là một cái lãnh vực mà rất là xa lạ đối với người Việt Nam. Và thế là cái từ ngữ chuyên môn A Tỳ Đàm thì nó càng không có trong từ điển. Mà được trả ra bằng cái cuốn gì tôi không biết. Và tôi ghét quá thì khỏi trả lời luôn. Mà cần gì tra, từ đó người ta đã ghi rõ tâm sẽ thấy giải là cái gì thì cần gì phải đi tra, mà chẳng nghĩ sao phải đi tra, mà tôi nghĩ cần tra bệnh này. Cho nên là sách chữ giải gì vậy đó, cái đó là câu hỏi về cái cuốn sách chữ giải gì. Dạ, theo sư được biết thì sách chú giải có bản tiếng Anh không sư? Có bản tiếng Anh nữa, có cái câu nghe cái câu được câu hỏi thì người ta hỏi. Dạ có hỏi. Yeah. Tôi mới kêu học ngoại ngữ để đọc mà bây giờ con hỏi chỉ có bằng tiếng Anh không? Dạ thì con tưởng là bạn từ Pali thì con chưa có biết. No. Không? Tôi để cái này trúng chữ con chứ tôi không thèm chửi con. Yeah. Để người ta kêu học ngoại ngữ, để người ta kêu học ngoại ngữ, đừng có trông đợi các bản dịch. Mà bây giờ hỏi ngược lại tiếng Anh. Tiếng Anh cái gì mà nó không có? Có hết. Có hết. Nhưng mà có điều. Nhưng mà có điều nói gì nói tôi cũng đề nghị bà con chắc cũng phải là tiếng Pali, còn tệ tệ nó phải tiếng Thái. Tại vì cái này tôi nói hoặc đơn thôi nha, sách Phật mà đọc cái bản tiếng Anh đó là để đọc mang tính đối phó, kẹt quá. Tôi thấy cái bản Pali và bản dịch tiếng Thái nó tối nghĩa quá, thì mình liếc qua bên mấy cái bản tiếng Anh tiếng Đức để coi cái mấy người họ hiểu cái đoạn Pali nó ra làm sao, ý là để mà hỏi thầy hỏi bạn vậy thôi. Chứ còn tôi xin nói rõ cái này, ai trong room này mà là người mà thiết tha cầu học Phật Pháp thì tôi phải nói rõ cái này, tôi đã nói 1 tỷ lần rồi, tôi đây tôi thêm lần nữa. Đọc Kiều thì chỉ đọc bằng tiếng Việt thôi. Đọc Kiều mà đọc bằng tiếng Đức, tiếng Nhật nó kỳ lắm. Nha, ở đây cũng vậy. Đừng có tưởng là đọc kinh Phật tiếng nào cũng giống nhau không. Các vị đọc cái bài kinh đó mà bằng tiếng Anh đó, cái tâm tình các vị nó không có giống như bản tiếng Thái. Cũng cái bài kinh đó mà đọc bằng bản Pali đó, thì cái tâm tình của mình nó lại khác. Mà không ai tin gì đó hết, không ai tin gì đó. Cho nên rất nhiều người cho tới bây giờ họ không biết cái chỗ này. Phải nói họ không biết. Họ tưởng là cứ tiếng nào cũng được, miễn là bài kinh đó thôi. Nha. Bữa nay tôi nói luôn, cái tâm thức của người Việt Nam mình ấy, trong cái ngôn ngữ của mình ấy, là mình đã vay mượn tiếng Hán rất là nhiều. Rồi cái Phật giáo mình, Phật giáo Bắc truyền cũng lại là từ cái nguồn tham khảo tiếng Hán. Cho nên ý, cái Phật Pháp của mình là Phật Pháp Hán truyền. Phải nói Hán truyền. Từ cái máy ngói, cái máy công vác đao, rồi cho tới cái hoành đi, hoành phi trước, đối, đúng chỗ, đi là tàu. Rồi cái hình thức cúng bái, cúng tụng niệm bái sám cũng tàu. Rồi cái kinh mà mình đọc mỗi ngày đó, như thị ngã văn nhất thời Phật tại sát để bất tham chỉ đây chúng tôi kêu, cái đó cũng hán, cũng là hán truyền. Thì khi mình lớn lên cái Phật pháp trong lòng mình đó, mà nó được nuôi dưỡng bằng những cái dưỡng tố như vậy đó, thì cái tâm tình của mình nó không thể nào mà chấp nhận được cái kinh Pali. Không được, không thể nào. Và ngược lại những người Âu Mỹ mắt xanh da trắng mà mấy ổng mà nghiên cứu đạo Phật mà thông qua tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức thì ổng lại có một cách hiểu về Phật Pháp nó khác đi. Phải là tiếng Pali à. Phải là tiếng Pali. Tôi nói cho câu chuyện của ví dụ. Tôi đã thấy một cái bản dịch của một bài kinh thôi. Ông Phạm Công Thiện ấy, ông có dịch một bài kinh về kinh lửa. Ông Phạm Công Thiện á. Giáo sư và triết gia Phạm Công Thiện có dịch một bài kinh lửa. Bài kinh lửa. Anuttariya chứ. Một bài kinh lửa. Rồi Hòa Thượng Tuệ Sĩ cũng có dịch một hai đoạn tương ưng. Và cả hai cái vị đó là ông Phạm Công Thiện và thầy Thượng Hòa Thượng Tuệ Sĩ, những gì các vị đấy đã dịch thì Hòa Thượng Minh Châu đã dịch rồi. Mà khi mình đọc cái bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu, cái tâm tình của mình nó khác với hai cái vị khi mình đọc bản dịch của hai vị kia, mà đều tiếng Việt hết nha, tiếng Việt hết nha, tiếng Việt hết. Mà mình đọc cái bản dịch của ông Phạm Công Thiện thì không giống gì. Mình đọc bằng cái cảm xúc kỳ lắm. Nó không giống như bản dịch của Hòa Thượng Tuệ Sĩ. Hòa Thượng Tuệ Sĩ dịch A-ha-mít. Thì mình đọc
Lẽ có Hòa Thượng có dịch một hai đoạn của Tân Ưng nữa, có gì có khi Hòa Thượng trích dẫn, có khi Hòa Thượng dịch luôn. Thì mình đọc cái bản dịch của ông Hòa Thượng Địa Sĩ, mình không có được cái cảm xúc khi mình đọc cái bản dịch của Ngài Minh Châu. Và sau cùng tôi chốt lại thì vẫn là bản Pali. Tại sao bản dịch Ngài Minh Châu mà có cái sức mà tác động lớn như vậy, bởi vì bị dò kỹ là mới thấy khiếp. Trong cái biết của tôi, tôi mới nhấn mạnh là của tôi nha, chứ mấy vị mà quy tâm tôi biết, thì tôi thấy rằng trong các bản dịch mà tôi được biết thì bản dịch Ngài Minh Châu là sát với Bali nhất, sát nhất, kể cả mấy bản tiếng Âu Mỹ, tiếng Anh đó. Có một vài lần tôi dò, chẳng hạn như kiểu tôi dò một cái bài kinh cho Kalama, tôi không biết bài kinh nào mà thấy kỳ quá, tôi mới dò bên bản Anh coi chỗ nào dịch sao. Thì khi tôi dò nó, tôi thấy rằng đúng là Hòa Thượng Minh Châu mình đúng là thiên tướng trên trời phải xuống, ngôi sao văn khúc đã rơi trên mảnh đất Việt Nam để hỗ trợ cho Phật pháp mình. Hòa Thượng dịch sắc rạc mà có cái thần, có cái duyên. Nếu mà bí quá mà không có đọc được bản Pali đó, thì nên đọc bản dịch của Ngài Minh Châu rồi xem chú giải Pali. Thì tôi nghĩ rằng ấy, cái cảm xúc cần có, cái tâm cảnh cần có khi mà đọc kinh Phật ấy, thì có thể giữ lại được ít nhiều nha. Ok, xong. Dạ, chấm con chị em sư. Dạ, thưa sư, triết lý đặc trưng của Nguyên Thủy Phật Giáo là gì ạ? À? Nghe dốt, thích ham nói chữ. Phật giáo không có triết lý. Ok, Phật giáo không có triết lý. Bỏ câu này đi. Phật giáo không có triết lý. Phật giáo không phải là triết lý. Phật giáo không có triết lý. Phải hỏi lại cốt lõi đạo Phật, cái tinh hoa đạo Phật. Mà tại sao tôi trả lời là bởi vì khi mà họ xài những triết lý là tôi đã thấy là bà trợn rồi. Ok, bỏ câu này đi. Dạ, thưa sư. Dạ, thưa sư, cho con hỏi về vấn đề chánh mạng ạ. Hành nghề buôn rượu, hành nghề buôn rượu là tà mạng. Vậy những người tạo dựng hay xây sửa các không gian là nơi để người khác bán rượu, hay những nơi quán như quán pub hay các địa điểm hưởng lạc khác mở ngoặc, dù họ phải làm việc để mưu sinh chứ không để tâm thích thú khi tạo dựng những nơi tốt trốn như vậy đóng ngoặc, thì họ có bị xét là đang làm nghề tà mạng không thưa sư? Tuyệt đối không, tuyệt đối không. Có nghĩa là mình bán rượu, bán thịt sống rồi đó, bán thuốc độc hoặc là buôn người thì cái đó là tà mạng. Chứ còn cái chuyện mà mình là công nhân là chạy ống nước, chạy dây điện, ánh sáng, âm thanh cho vũ trường, quán bar, không thành vấn đề. Tại vì mình chỉ lo ánh sáng, âm thanh, mình chỉ lo điện, nước, không thành vấn đề. Rồi lo cái trang trí, nội thất cũng không sợ hết. Bởi vì nếu, bây giờ mình giới thứ nhất mình là cái công việc của mình đó, là do mình nghĩ đằng sau công việc đó là cái gì đó, là mình đi hơi bị xa rồi. Yeah. Mình chỉ lo công việc của mình thôi. Mình là thợ ống nước, mình cứ lo ống nước đi. Mình là thợ điện, mình cứ lo bắt đèn người ta đi, mình cứ chạy dây điện người ta đi. Mình trang trí nội thất người ta tới, người ta kêu mình là làm sao mà cho nó có cái không khí chút thì mình làm vậy thôi chị. Còn nếu mà muốn bắt lỗi á, nếu mà mình suy diễn xa quá đó, nếu mà suy diễn xa quá thì tôi xin bảo đảm không có nghề nào tránh nạn hết. Nếu mà suy diễn xa, nói hiểu không? Là công việc mình tới đó thôi, đừng nghĩ thêm nó thì nó là chánh mạng. Còn nếu mà mình suy nghĩ xa quá thì tôi xin hứa trong đời này không có nghề nào là nghề chánh mạng. Thí dụ như nghề bán vé số, nó cũng phải chánh mạng. Là vì sao? Vì lỡ người ta trúng vé số xong người ta về, người ta mua rượu nó nhậu, người ta về là quá ra là mình tiếp tay cho nó nhậu à? Hiểu không? Hiểu tôi đó không? Tôi bán vé số rồi người ta mua, lỡ người ta trúng người ta về nó đánh bài đánh bạc rồi, vậy có nghĩa là thằng vé số chịu trách nhiệm hay sao? Hiểu tôi nói không? Hoặc là bảo bà bán bánh mì, bà cũng tà mạng luôn, tại vì nó ăn no rồi bắt đầu nó đi làm việc tầm bậy, đúng không? Rồi các bà bán nước mía cũng tà mạng, tại vì nó uống nước mía xong bắt đầu nó hết khát rồi, nó khỏe rồi bắt đầu đi làm việc tầm bậy. Như vậy thì không có nghề nào mà tránh nạn hết. Thầy khác như vậy, vấn đề làm do mình suy diễn mà. Như vậy thì tôi chốt lại: bán nước mía, bán canh mì, bán vé số, thợ hồ, thợ mộc, thợ điện, thợ nước, tất cả đều tà mạng hết. Tại vì người ta nhờ mình giải quyết công việc xong rồi bắt đầu người ta khỏe rồi nó đi làm việc bậy, vậy mình chịu trách nhiệm hay sao? Bao nhiêu đó hả? Dạ vâng. Dạ thưa sư, câu hỏi kế tiếp. Dạ thưa sư, mong sư giải đáp giúp con. Kiếm được tiền từ tiền điện tử như crypto có phải là một dạng của cải hợp pháp không ạ thưa sư?
không trả lời từng trường hợp. Mà như ba cái chứng khoán Bitcoin gì crypto không, tôi không trả lời từng trường hợp, tôi chỉ nói vắn tắt thôi. Đó là cái nghề nào mà nó không có, theo mình nha, nó không có gây cái thương tổn cho người khác, nó không gây bất lợi cho người khác, nó không làm cho ai phải vì mình mà bị ảnh hưởng về cảm xúc, sức khỏe, tánh mạng, thì nghề đó là nghề tránh mạng, nghề đó nghề ok. Còn cái nghề nào mà làm cho người ta phải làm cho có người buồn, có người khổ, người đau đớn, có người mất mẹ, thì cái nghề đó làm được. Thí dụ như bây giờ nè, ví dụ như bây giờ quý vị sản xuất bún đi, bún bánh phở, nghề đó nghe rất là lầm, không? Nhưng mình lén lén bỏ ba cái chất bảo quản tầm bậy tầm bạ vô đó, thì cái đó là bậy, cái đó không nên, hiểu không? À, thấy là vậy đó. Trong khi cái người Phật tử bán hủ tiếu thịt thà bầm bầm sắc sắc cái ghê đó, nhưng mà theo tôi vẫn là kính này, vì mình không phải là chuyên gia và mình vẫn phải là chuyên bán thịt sống, mà mình chỉ lấy đủ một phần để mình về mình bán trong ngày đó thôi. Mặc dù nhìn thì rõ ràng là thấy có vẻ tiếp tay đó, nhưng mà theo tôi đó, tôi biết một cô Phật tử họ bán cháo lòng, bán phở, bán hủ tiếu, tôi không khó chịu bằng tôi biết cái cô Phật tử đó cũng chỉ sản xuất tương trao, bún, đậu phụ với bánh phở thôi. Nhưng mà tôi biết cổ là bậc thầy, bỏ ba cái tàu lao vô trong đó thì tôi ớn với bà này hơn bà kia. Hiểu tôi không? Cái bà kia tôi thấy một lần tôi mua cái chục ký thịt nó về, bà nấu phở, bà làm phở, làm bánh mì đến trăm triệu mà tôi không ớn. Tôi không thấy sợ con người của bà, và tôi không nghĩ đó là ác nghiệp. Nhưng mà cái bà kia là ác nghiệp, cái bà mà là bà làm đồ chai mà gian ác đó, tôi là ác nghiệp. Tức là bà làm tàu hủ, làm chao, làm tương hộp, làm bánh phở, làm bún bún khô, rồi bả lén bỏ ba cái trời vô đó, bỏ ba cái trời cái gì quả chất độc hại vô hại vô để nó ăn lâu dài nó bị ung thư, nó bị mục xương, nó bị cái gì đó, ví dụ vậy đó. Cái đó tôi mới nói, cho nên cái quan trọng nhất là nghề diễn cần biết, nhưng mà không có gây cái bất lợi, gây tổn thương cho cảm xúc, sức khỏe và tính mệnh, tài sản nha. Cảm xúc, sức khỏe, tài sản và tính mệnh của người khác thì cái đó được xem là chính này. Dạ thì tới đây thì giờ cũng đã vừa đủ, chúng con xin khép lại buổi phát sóng hôm nay ạ. Dạ chúng con kính tri ân sư. Hẹn bà con tuần sau, chúc bà con ngày vui. Dạ kính chúc sư sức khỏe và một buổi tối an lành. Dạ kính chào quý Phật tử. Con kính xin tri ân sư. Hồi nãy có một câu hỏi về, có nhiều câu hỏi gửi về về Zoom cho ban tổ chức đó, gửi đến sư, thì có nhiều câu hỏi về pháp môn từ tâm và tuệ quán. Dạ. Thì ở trong đó, ở trong quyển kinh nghiệm tuệ quán của sư trang 427 đó, có giải rất kỹ về từ tâm và tuệ quán ạ. Sư tự có thể vào đó để xem thêm ạ. Dạ, cảm ơn. Okay, cảm ơn em. Trang 427 ạ. Okay. Dạ, trang 427 ạ. Kinh nghiệm tuệ quán của sư Giác Nguyên Dịch ạ. Ok, cảm ơn em. Dạ, dạ. Ok, chào tất cả mọi người. Dạ. Chúc một buổi tối an lành, một ngày an lành. Dạ. Yeah.